Tổng kho đầu tiên xin chào toàn thể các bác đam mê với chim đêm trên toàn quốc nha. Mùa chim đêm cũng bắt đầu vào giữa mùa rồi các bạn, đầu mùa chích và cũng là sâm năm nay đi rất chi là sớm các bạn. Thì nhân tiện hôm nay nhà em làm xong cái mẻ lưới này thì gửi tới toàn thể các bác ở trên mọi miền trên tổ quốc, thì em cũng giới thiệu lại về các sản phẩm lưới chuyên dụng đánh chim đêm bên nhà em cung cấp ra thị trường. Thì trước khi đi chi tiết về cái sản phẩm lưới này thì em xin nói qua về cách thức mua bán giao dịch. Khi các bác mua hàng sẽ được nhận hàng, kiểm tra hàng mới phải thanh toán nhá. Thì sau đây em sẽ đi chi tiết về cái dòng lưới sinh pha này. Rất nhiều các bác hay bị nhầm cái dòng lưới sinh pha và dòng lưới chân xanh biên đôi họ nhuộm đen vào. Thì đối với là một người thợ thì riêng nhà em, bản thân nhà em không bao giờ làm thế các bác nhá. Thì có bác phản hồi lại tại sao lại là lưới hải lợi tôi mua ở đây thì em không tiện nói ra lại sao chân lại xanh. Thì xin nói các bác là đấy là dòng chân xanh chứ không phải dòng dòng sinh pha các bác nhá. Đấy. Còn riêng dòng sinh pha thì khi nó bạc đi tất cả nó đều là màu trắng hết chứ nó không có màu xanh ở chân biên lưới đâu các bạn. Đây là đối với dòng sinh pha các bác nhá. Đối với dòng sinh pha này thì 100% khi chưa nhuộm thì bao giờ nó cũng có màu anh tím và toàn bộ biên lưới của nó là biên đi đôi. Sợi lưới của nó thì cực kỳ chắc luôn. Riêng dòng sinh pha này chỉ có sợi 18 và sợi 19. Sợi 18 và sợi 20, không có sợi 19 các bác nhá. Toàn bộ biên của nó là biên đi đôi này, em dở ra cho các xem nhá. Đây, nhà em đã làm chia giường, chia cọc, chia tai đầy đủ cho các bác rồi. Các bác về chỉ việc đi đánh thôi, không phải làm gì. Đây, đây là biên đôi này. Biên đôi là nó đi hai sợi ở đây nhá các bác nhá. Đấy, toàn bộ đây là đi hai sợi này. Đấy, các bác nhìn rõ không? Đây, đi hai sợi lưới nhá. Đấy, nó là ở biên lưới đây. Đấy, khi anh em mua dòng sinh pha nhá, sờ lưới thì bao giờ khi các bác chỉ cần tóm vào như này này. Đấy, thì các bác cảm nhận sợi lưới nó mềm hay không là biết ngay. Còn nó giáp giáp, nó là lưới tàu. Còn nó mềm mà nó mịn thì nó là lưới xịn. Đấy các bạn. Còn dòng sinh pha này nếu mà các bác nhá muốn tin tưởng và biết nhất, thì nếu mà các bác mà có thể đánh được trắng thì các bác để trắng thì sẽ không ai có thể lừa được các bác luôn. Ví dụ như dòng lưới trắng đây các bác này. Đây có một tay lưới trắng của bác Kiên Giang nhá. Thì hôm nay em gửi cho bác đấy đây. Tay lưới trắng này thì bao giờ nó cũng có màu anh tím, dơ ra bao giờ cũng có màu anh tím và sợi lưới của nó cực kỳ chắc, biên trên bên dưới biên đôi hết. Đấy, lưới nhà em thì rất là nhiều và nhà em nhận làm theo yêu cầu của bác, cắt theo yêu cầu, thắt theo yêu cầu. Ví dụ bác này ở Kiên Giang thì là dùng hàng 8-125, sợi cước 20, hàng sinh pha, thắt 17/50. 17/50 thì của nó sẽ được 94m các bác nhá. Hàng này nó sẽ được 94m. Nó cực kỳ nhiều thịt, còn bình thường nhà em sẽ thắt 14, 15. Đấy, bình thường là thắt 15 như bình thường các bác không đặt gì nhà em sẽ thắt 15. 15 mắt trên 50. Đối với dòng 2008 nhá. Đôi lúc bọn em ghi tem là 50m nhưng mà nó chỉ được 94m là 47m thôi. Đấy là em xin nói thật thế. Còn đâu ở riêng dòng sợi 20 thì dòng của nó là 3200 mắt, thắt ra sẽ được là 105m các bác nhá, 105m chuẩn luôn. Đấy, thắt 15/50 mà. Đây lưới đây các bác này. Lưới toàn bộ đây là hôm nay là lưới gửi đi cho các bác đây. Số lượng cực kỳ là nhiều luôn. Đấy, đây bên này nữa này các bác này. Đấy toàn bộ đây, lưới đây. Hôm nay là lưới toàn bộ là gửi đi cho các bác ở trên mọi miền trên tổ quốc nhá. Thì là cơ sở nhà em chuyên sản xuất lưới nhận gia công theo yêu cầu. Bác nào cần cứ liên hệ em, số điện thoại em sẽ để bên dưới video cho chủ động liên hệ. Bác nào xem video nhớ đăng ký kênh, chia sẻ kênh của em nhá. Xin cảm ơn các bác, xin chào tạm biệt các bác, hẹn các bác video lần sau.